Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có cái đàn heo này nè các bạn. Mình tách riêng ra để mình cho ăn phối trộn. Hãy xem coi là phối trộn heo con như thế nào nha. Cái bầy này thì mình mới tách hồi chiều hôm qua, nhưng mà sáng nay thì mình mới bắt đầu là tập cho nó ăn phối trộn và xem cái hiệu quả là phối trộn đối với heo con là như thế nào nha. Đó, cái này là cái phần cái thức ăn của nó. Còn cái này là cám phối trộn, mình trộn thêm thức ăn nữa cho khoảng từ 3 đến 5 ngày nó tập làm quen, rồi bắt đầu là mình mới cho ăn cám phối trộn hoàn toàn nha các bạn. Còn cái bầy này là bầy khác, là mình mới tách bầy nha. Đó, cái bầy này là bầy chung với nó nè các bạn. Hai bầy là 18 con, là hiện tại là mình tách qua bên đó là 8 con, còn để lại bên đây 10 con nha. Rồi còn bên đây là 9 con với một con nhỏ nó nhảy qua bên đó các bạn, nó nhảy qua ô giữa rồi. Hôm gài thì mình không có rửa cái ô giữa này. Đó, bên đây là 8 con nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, hiện tại là 8 con các bạn, là dao động là từ 16 đến 21 kg các bạn. Để mình cho các bạn xem cái số ký mình ghi hôm qua nè. 142 kg, 8 con. Đây mình có ghi nè. Đó, tổng là 142 kg. Cái đàn này á là mình cho ăn thức ăn nha các bạn. Cái đàn này là mình cho ăn thức ăn. Rồi cái đàn bên đây á là mình tách ra là mình trộn cám phối trộn với thức ăn là khoảng 3 đến 5 ngày, rồi bắt đầu là mình sẽ chuyển qua cám phối trộn hoàn toàn. Rồi đến 2 tuần sau mình sẽ cân lại coi là tốc độ phát triển tăng trọng nó ăn bao nhiêu cám và tăng trọng là bao nhiêu nha các bạn. Cái này là mình làm video thử nghiệm để cho các bạn tham khảo nha. Cái này là mình chưa có công bố cái công thức để cho các bạn áp dụng. Khi nào mà mình áp dụng thành công thì mình sẽ chia sẻ công thức cho các bạn để các bạn áp dụng thử cái đàn heo của các bạn xem là nó phát triển giống như cái đàn heo của mình hay không. Hiện tại là 8 con đó là mình chờ lựa 8 con chọi nhất trong bầy này là mình đem ra phối trộn. Các bạn lưu ý là ăn cám phối trộn thì các bạn nuôi lên khoảng 20 đến 30 kg thì các bạn cho ăn phối trộn. Còn mà những anh chị lâu năm thì anh chị đã có công thức phối trộn mà lúc heo từ 10 đến 15 kg thì anh chị áp dụng thì đó là ok. Còn mình chưa có biết cái công thức mà áp dụng cái lúc mà heo nhỏ hơn nữa thì mình chưa có áp dụng cái công thức đó nha. Mình chỉ áp dụng lúc heo từ 20kg đổ lên. Hiện tại là cái bầy này là dao động là từ 16 đến 21kg nha các bạn. Như cái con mà nằm ngoài này nè, con nằm ngoài này là con 21kg nè, 21kg, 21kg rưỡi vậy đó. Còn con nhỏ là con 16kg nha. Đây nè, cám phối trộn nè các bạn, có một ít thức ăn với một ít cám nhuyễn. Cám nhuyễn là cám phối trộn đó, còn cám hộp là cám công nghiệp đó. Rồi để khi nào mình cho ăn á, để buổi chiều mình cho ăn á thì mình quay cho các bạn xem nha. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 9 các bạn, thì chiều nay thì mình sẽ trộn cám để cho các bạn tham khảo nha. Mình sẽ bắt đầu là phối trộn cho heo con là từ 20 đến 30 kg. Lúc heo nhỏ thì mình sẽ cho ăn cám công nghiệp 100% để cho heo phát triển hoàn thiện toàn diện cái đường ruột và heo nó sung lên. Thì bắt đầu là mình sẽ chuyển qua cho ăn phối trộn thì nó sẽ tốt hơn nha. Còn những anh chị nuôi lâu năm á thì các anh chị đã có công thức mà phối trộn heo từ 10 đến 15kg á, thì cái đó thì các anh chị áp dụng sớm á thì tiết kiệm chi phí hơn được một chút nữa. Thì ở đây á, thì mình trộn cho heo là từ bầy heo của mình hiện tại là mình trộn cho ăn là từ 16 đến 21kg. Thì bây giờ thì mình sẽ trộn cám để cho các bạn tham khảo và mình đem vô cho heo ăn xem thử coi là nó có ăn mạnh hay không nha. Các bạn thấy clip của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh mình trong thời gian qua. Rồi bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình phối trộn nha các bạn. Rồi buổi chiều nay thì mình cho nó ăn thì mình có nguyên liệu là phối trộn nè các bạn. Đó, đây là thành phần phối trộn của mình nha. Khi nào mà mình cho ăn thành công á, thì mình sẽ công bố cái công thức cho các bạn. Còn để cho các bạn bây giờ mình quay để cho các bạn tham khảo thôi. Để bây giờ mình công bố công thức á, thì các bạn áp dụng mà không thành công á, thì các bạn đổi thừa mình nữa. Bây giờ thì mình quay để các bạn tham khảo nha. Những ngày đầu á, thì các bạn trộn cám công nghiệp với cám phối trộn á, hai cái trộn lại với nhau á, thì heo nó mới kích thích ăn nha. Còn các bạn tự nhiên các bạn đổi sang cái là heo nó không ăn đâu. Nhiều khi là nó chảy rồi các bạn không xử lý được luôn á. Ở đây các bạn thì mình chọn 3 ngày nha. Ngày đầu tiên á thì cám công nghiệp là 75%, cám phối trộn là 25%. Ngày thứ hai là 50% cám công nghiệp, 50% cám phối trộn. Ngày thứ ba là
25% cám công nghiệp, 75% cám phối trộn. Bắt đầu ngày thứ tư là mình sẽ chuyển sang cho ăn cám phối trộn luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay quá trình mình trộn cho các bạn xem nha. Rồi ở đây bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình trộn cám cho các bạn xem nè. Ở đây là mình chuẩn bị là cám phối trộn nè. Bên đây là cám công nghiệp nè. Ở đây là đạm cá, bột cá đó nha các bạn. Cái này bột này nó mịn, nó sơ lắm, nó không có dẻ đâu các bạn. Bóp buông ra nó cũng tả tơi luôn chứ nó không có dẻ được đâu. Loại mà đạm cá không chất lượng á, các bạn bóp một cái là nó dẻ, nó đóng cục liền. Còn cái này là nó bờ gời lắm, không bao giờ nó dẻ được. Đó, các bạn thấy bụi nó bay không? Nó quá trời mịn luôn. Rồi ở đây là amóc nha, các bạn phải để âm 1 muỗng đến 2 muỗng amóc vô mấy ngày đầu tiên để cho hạn chế là heo mình nó bị tiêu chảy, để nó ăn vô là nó khỏe mạnh nha. Ở đây á thì mình để amóc này riêng đi. Ở đây á mình đổ bột cá ra, mình trộn bột cá trước đi rồi mình mới bỏ amóc vô nha. Trộn như vậy nè các bạn thì cái bột cá nó mới thấm đều vô cái cám công nghiệp được, còn các bạn trộn cái bột cá sau á là nó không thấm đều được. Các bạn lưu ý á, là cám phối trộn này á là mình đã ủ rồi nha. Các bạn thấy cái màu nó đẹp không? Còn mà các bạn không có ủ á, cái màu nó không có tươi, không có vàng giống như cái này đâu. Thành phần phối trộn thì chủ yếu là ăn bắp là nhiều các bạn. Khi nào mà mình áp dụng, mình thử nghiệm thành công thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn bây giờ cái video này mang tính chất là tham khảo nha các bạn. Đó, mình trộn đều đi rồi mình gửi amóc lên. Cái amóc bột của mình là nó ngọt vị, ngọt nhẹ thôi các bạn, nó không đắng giống như các dòng amóc khác đâu. Nó các bạn vô đây trộn vô đây nè để cho nó hạn chế cái tiêu chảy. Còn các bạn không có thuốc á là nó ăn qua cái cám khác, kể cả cám công nghiệp cũng vậy, nó cũng dễ là rất tiêu chảy. Nó dễ tiêu chảy lắm các bạn. Thì các bạn dùng thuốc phòng ngừa cho nó thì nó sẽ khỏe mạnh bình thường. Sau khi amóc. Rồi sau khi amóc, sau khi mình trộn bột cá và amóc xong á thì mình đổ cám công nghiệp vô. Mình trộn đều lại thì mình đem cho nó ăn được nha các bạn. Đó, mình trộn đều như vậy á thì mình đem vô mình cho nó ăn được rồi. Thì bây giờ mình sẽ đem vô mình cho nó ăn cho các bạn tham khảo luôn nha. Đây là buổi chiều nè các bạn. Buổi sáng thì mình quay cho các bạn xem rồi đó. Là buổi chiều nó ăn hết rồi, bắt đầu nó đi phân trong đây thì mình mới rửa cái máng nha. Bây giờ nó thấy mình thì nó đòi ăn rồi đó. Đó, cá mình mới phối trộn xong nè. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cho nó ăn nha. Và đây làm gì đây? Đây, mình xúc từ từ mình đổ cho nó ăn nè. Đó, mình đổ thì nó bu lại ăn đó các bạn. Ở đây không có nhiều đâu các bạn, ở đây thì chỉ có khoảng 3 kg thôi. Buổi tối là phải đổ thêm rồi, 3 kg này nó không hết đâu. Buổi sáng là mình đổ cho nó 3 kg rồi, bây giờ là 3 kg. Buổi tối mình sẽ đổ cho nó 3 kg nữa. Đó, heo bầy, cái bầy này là hiện tại là dao động là từ 16 đến 21 kg nha các bạn. Đó, cái con nhỏ đó là 16 kg, còn cái con to nhất á là 21 kg. Con to nhất là con này nè các bạn. Cái con này nè, con đó là được 2 máu đó. Rồi nó ăn thì mình sẽ đổ cho nó hết cái này luôn nha. Rồi để mình sẽ đổ thêm vô cái máng gào đó cho nó luôn. Rồi mình đã đổ thêm vô cái máng gào thì có 1-2 con lại nó ăn các bạn. Chủ yếu là nó dành ăn đây nè. Cái heo nó ngộ lắm, tự nhiên không có con nào ăn hết trơn á. Nhưng mà mình đổ một cái có con nó lại ăn là mấy con khác lại nó dành ăn liền. Cái tập tính heo nó vậy đó các bạn. Để mình đổ thêm cho mấy con này ăn nữa nha. Hôm nay là ngày đầu tiên nha các bạn, 14 ngày sau thì mình sẽ cân lại tổng đàn này là xem thử coi là nó tăng trọng là bao nhiêu, nó ăn bao nhiêu ký và nó tăng trọng được bao nhiêu nha các bạn. Mấy ngày đầu thì mình trộn chung với cám công nghiệp, cám phối trộn thì nó ăn là ok rồi đó. Rồi bắt đầu 3 ngày, mình cho ăn 3 ngày đi, bắt đầu mình ngưng, mình sẽ chuyển sang hoàn toàn là cám phối trộn luôn. Là các bạn để ý thử coi là nó có dành ăn, nó háo ăn gì hay không nha. Nhưng mà mình đảm bảo các bạn là nó sẽ ăn rất là ngon. Tại vì á là cám này mình trộn là nó ngon, nó thơm lắm. Mình ủ là nó thơm, nó ngọt lắm các bạn. Nó hơi ngọt ngọt mà nó có mùi thơm lắm. Nên con heo nó rất là thích ăn nha. Đó, đây là cái đàn heo của mình nè. Ở bên đây á, là mấy cái đàn nhỏ là mình mới tách bầy thôi.
ngày mưa trời nắng là mình sẽ rửa sàn tổng đàn cái đàn này cho nó sạch lại, quay cho các bạn xem để các bạn nhìn thích hơn nữa. Cái đàn này á, là khoảng chừng một tuần rồi đó, chưa tắm, nó trắng, thấy các bạn thấy trắng gì đó chứ nó còn hơi đen đen đó, mình tắm lên cái nữa là nó trắng tinh luôn. Rồi đàn bên đây nè, đàn bên đây là của anh Bằng nè, rồi mới mốt mình sẽ giao cho anh Bằng nha. Đó, các bạn nhìn thấy thích chưa, heo rất là đều, rất là đẹp luôn các bạn. Có vài con viêm phổi, như mấy con nhô xương sống là mấy con viêm phổi nè, thì mình sẽ điều trị khoảng 3 đến 5 mũi thì khoảng 10 ngày sau thì nó sẽ khỏe, nó sẽ bóng lưỡng như mấy con này luôn nha. Rồi cái đàn này á, nãy giờ là mình đổ vô cái bán gạo này nè các bạn, mình đổ vô, nãy giờ mình đổ vô đây là hai gạo nè, nó ăn còn chắc khoảng chừng một gạo thôi. Bây giờ mình sẽ đổ thêm vô cái máng đằng đó, cái máng gạo đằng đó, để mình vô mình làm công chuyện khác nữa nha. Rồi ngày mai thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem còn bao nhiêu đây các bạn, bao nhiêu đây, chắc khoảng chừng một gạo rưỡi, hai gạo nữa là hết rồi. Mình quay cho các bạn xem hôm nay là buổi chiều ngày thứ hai của đàn heo mình cho ăn cám phối trộn nè các bạn. Cái cửa nó làm bung con ốc luôn rồi đó. Đây mình quay cho các bạn xem nè, cái này là cám mình trộn hồi lúc trưa nè, tới bây giờ nó còn nha. Cái này nữa là hết 7 kg nha các bạn, là hiện tại bây giờ là 2 giờ chiều nha, nó ăn hết cái này nữa là 7 kg. Ở trong máng gạo đó nó còn một ít nữa đó mà nó ăn, nó đẩy ra ngoài rồi, bây giờ để mình đổ cho nó ăn nè, mình đổ xuống cho nó ăn nha. Dành ăn quá trời luôn, đổ không được luôn các bạn. Đó, mình mới vừa tắm nó rồi mình rửa sàn xong đó các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai nha các bạn ơi. Mấy cái đàn này hôm nay là mình mới tắm tổng đàn, mình rửa sàn luôn nè. Còn ba cái sàn đằng kia thì mình chưa có rửa nha. Để ngày mai bắt đầu mình mới rửa ba cái sàn đó. Mình cho nó ăn xong rồi mình đi công chuyện nữa. Ở đây có một con viêm phổi nè, mình sẽ điều trị cái con viêm phổi này cho các bạn xem. Với mình chích cái con này luôn. Cái con này là cái đàn khác các bạn. Mình thả xuống ô á, là cái ô nó ẩm ẩm ỉ ỉ á bạn, nó chạy lên nước lên xuống á. Bắt đầu nó viêm phổi là mình tách riêng nó, mình cho nó lên chung với bầy này để mình điều trị nó luôn. Cái con đó là cái con hai máu giống của mình. Còn mấy cái đàn này thì nó ăn thức ăn. Để mình đổ hết luôn cho nó ăn nha. Rồi bắt đầu là những ngày sau thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Đó. Quay tổng đàn nè, mình lấy cái thao ra nè. Đổ vô nó ăn bình thường nha các bạn. Đây, cám phối trộn nha. Cám phối trộn có thức ăn công nghiệp trong đây nữa nè. Rồi, những ngày tiếp theo thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem nha. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ ba mình cho heo con ăn thức ăn phối trộn nè các bạn. Hôm nay thì mình chỉ là để là 1 kg cám công nghiệp và 3 kg cám phối trộn. Đó, các bạn thấy liều ít không? Là cám công nghiệp thì chỉ 25% thôi, còn cám phối trộn là 75% nha. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày mai mình sẽ cho ăn qua phối trộn hoàn toàn. Ngày mai mình sẽ không cho ăn thức ăn nữa. Bây giờ ở đây là 4 kg nè các bạn. Rồi nó ăn hết, từ đây tới trưa nó ăn hết á. Thì buổi chiều mình trộn 4 kg nữa. Rồi bây giờ mình đi cho nó ăn cho các bạn xem nha. Mình quay cho các bạn xem buổi sáng ngày thứ ba nè các bạn. Cái cửa này ông gài nó mất con ốc rồi, mình buộc bằng dây kiếm á, mình không có buộc bằng dây kẽm. Nó sáng là ra nó cứ bung vậy đó, nhưng mà nó không có đi xuống các bạn. Cái cửa mở mà nó không đi xuống, từ hồi bữa mình dời qua tới bây giờ luôn á. Bây giờ mình đổ cho nó ăn nha, nó đang đói, nó đang đòi ăn đó. Hiện tại bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi nha các bạn. Để bây giờ mình xúc cá mình để cho nó ăn nè. Các bạn có thấy không, cái cám công nghiệp rất ít luôn, cái này là chủ yếu là cám trộn thôi, cám công nghiệp là chỉ có 1 kg thôi đó. Cám công nghiệp là chỉ có 1 kg thôi các bạn, còn cái kia là cám trộn là 3 kg nha. Một ngày là nó dao động ăn khoảng 6 đến 9 kg các bạn, có ngày nó ăn 10 kg luôn á, mà nó ăn không hết ngày đó nha, tới buổi sáng nó mới ăn hết. Để mình để vô cái máng gạo kia thêm cho nó ăn. Các bạn coi nè, cái bầy nhỏ này nó cũng hết cám, nó cũng đòi ăn nè.
mình mới đổ xuống khoảng chừng chắc khoảng 2 kg rưỡi đến 3 kg các bạn. Khoảng nãy giờ là khoảng 5 phút rồi các bạn coi nó ăn nè. Đây, heo nè, gà nè. Đó. Nó ăn trong đây còn chừng nửa ký các bạn. Đó, cái mấy bầy bên đây thì mình cũng đổ cám công nghiệp cho nó ăn nè. Bầy bên đây thì mình đang cho ăn cám công nghiệp nha. Khi bầy bên đó nó ăn xong á thì ok thì mình sẽ bắt đầu là tiếp mình làm video những con còn lại này cho các bạn xem nha. 4 ký các bạn, 4 ký với sức ăn của cô 8 con này á, ăn không tới đâu hết trơn á. Tí xíu là xong rồi. Trong đây còn khoảng chừng gần 2 ký thôi các bạn. Nè cái gạo như vậy nè, chắc tầm chừng ký 2, ký 3 thôi. Ở ngoài này nữa là chắc tầm chừng ký 6 thôi. Rồi mình đổ xuống tiếp cho nó ăn nè. Đó, cám phối trộn nha các bạn. Ham ăn bình thường nha. Đó, hôm nay là ngày thứ 3 nè các bạn. À, mình làm bữa ngày 11 thì 14 ngày sau thì tới ngày 25 tháng 9 thì mình sẽ cân cái đàn heo này lại cho các bạn để các bạn tham khảo nha. Đây là video này mang tính chất là tham khảo để cho các bạn tìm hiểu về cái vấn đề cám phối trộn để cho các bạn tiết kiệm chi phí nha. Còn khi nào mà mình áp dụng thành công thì mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn. Mình sẽ áp dụng nhiều bầy rồi mình mới chia sẻ lên chứ không phải là áp dụng một bầy rồi mình chia sẻ cho các bạn đâu. Khi nào mà mình thành công, cái nào mình áp dụng thành công thì mình chia sẻ lên clip. Các bạn áp dụng đúng theo của mình thì chắc cú là sẽ thành công. Chứ mình không bao giờ mà làm lơ rồi bắt đầu là mình đăng lên để cho các bạn làm theo đâu. Các bạn yên tâm về vấn đề đó nha. Ở đây là buổi chiều mình chuẩn bị cám cho các bạn xem nè các bạn. Ở dưới này là cám trộn nha. Ở trên đây là đạm cá nè. Ở đây là cám công nghiệp. Còn cái trắng trắng là cái móc bọt đó các bạn. Cái cám công nghiệp nhiêu đó là chưa tới 1 kg đâu, chắc khoảng từng 800 đến 900 gram thôi chứ chưa tới 1 kg đâu. Đó, ở đây là 3 kg cám trộn. Rồi đạm cá. Bây giờ mình sẽ trộn cám trộn với đạm cá trước rồi mình để cám công nghiệp với amốc mình trộn sau nha. Hôm nay là ngày cuối cùng mình cho ăn là cám công nghiệp trộn chung. Bắt đầu từ ngày mai á là mình cho ăn hoàn toàn cám trộn rồi, mình không có trộn cám công nghiệp vô nữa nha các bạn. Ngày mai là ngày thứ tư, hôm nay là ngày thứ ba nha. Hôm nay là 2 giờ chiều ngày thứ ba nè. Lúc sáng mình để 4 kg cám á, 3 kg cám trộn với 1 kg cám công nghiệp là nó đã ăn hết rồi. Nó ăn hết là lúc 12 giờ mấy gần 1 giờ rồi, nhưng mà bây giờ bắt đầu mình mới trộn cho ăn cử chiều được các bạn. Rồi ở đây thì mình mới vừa trộn xong rồi các bạn. Mình bỏ đậm cá mình trộn xong á thì cái màu nó hơi tối hơi sậm hơn xíu các bạn. Bây giờ mình để amốc với cám công nghiệp vô nha. Rồi mình sẽ trộn đều cái này vô. Cái amốc là cái dằn loại tiêu chảy nha các bạn, hạn chế cái tiêu chảy nha. Khi các bạn cho ăn cám phối trộn này á thì vẫn có một số trường hợp nó bị tiêu chảy nhẹ. Thì các bạn trộn amốc này á thì nó sệt á thì nó qua, còn mà con nào mà tiêu chảy nhiều á các bạn bắt buộc là các bạn phải tiêm để cho nó nhanh hết để con heo nó không bị mất sức nha các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Cái amốc á là trộn vô là góp phần để hạn chế tiêu chảy thôi chứ nó không phải là chuyên đặc trị gì tiêu chảy nha. Nó chảy sệt á thì nó có thể là nó hết nhưng mà nó chảy nước nhiều bắt buộc là các bạn phải tiêm. Các bạn lưu ý giùm mình nha. Đây, cám là sau khi mình trộn xong nè các bạn. Cám công nghiệp là rất ít luôn. Tại vì cám kia là nó chiếm 75% rồi. Cám công nghiệp là chỉ có 25% thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đem vô cho nó ăn để cho các bạn xem nha. Nó cũng giống như cử sáng thôi các bạn. Đây nè, cử chiều thì nó cũng giống như cử sáng thôi. Chứ nó cũng không khác biệt gì hết trơn á. Nó cũng đợi đòi ăn giống như cử sáng luôn nè. Để mình để cái thau cám xuống đây đi để mình múc cho nó ăn nha. Đó, đó đòi ăn nó dành kìa. À, mình đổ xuống cho nó ăn nè. Rồi rớt ra ngoài luôn. Đó, nó bu lại nó ăn các bạn. Để mình lật cái máng gào ra để cho nó ăn thêm nha. Đó. Cái đây là cám thật và heo ăn thật nha các bạn. Đây là cám trộn nha. Cám trộn này nó có mùi thơm thơm các bạn. Nó kích thích con heo ăn lắm. Đây là những con chọi là mình lựa riêng ra nè. Rồi mai mốt xong đi, bầy để ăn xong đi rồi mình sẽ làm cái bầy này cho các bạn xem nha. Đó, cái này là chung bầy với nó luôn nè, mà nhưng mà mình lựa những con chọi qua để mình làm thí nghiệm trước để cho các bạn tham khảo. Cái con ốm này là của cái bầy khác chứ không phải là bầy này các bạn, cái bầy ở dưới ô á. Rồi sẵn đây á thì mình quay phân của nó cho các bạn xem, phân ngày thứ ba nè. Đó, phân này phân nó rớt xuống các bạn này rồi phân cục bự bắt đầu nó nằm á, cái nó rớt cục nhỏ xuống nè, phân nó đi trên sàn nè, nè ở dưới nè các bạn thấy không, phân cục vậy nè, để mình quay xuống luôn nè. Đó,
phân nó cục 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 vậy đó. Các bạn coi đít nó thì khô nha, heo nó vẫn tròn bóng bình thường nha các bạn, không có con nào bê hết nha. Đó, phân nó đi vậy là quá tốt rồi các bạn, giống như thức ăn công nghiệp rồi. Hôm nay là ngày thứ ba thôi, bắt đầu ngày thứ tư, ngày thứ năm thì mình cũng quay phân cho các bạn xem luôn. Đây, mình mới vừa đổ vô cái máng gàu của con heo mẹ nè, để cho mấy con này nó ăn nè. Cái máng này giờ nó chen được hai con nè, chắc khoảng tháng nữa con ăn các bạn. Đó, chỉ hai con ăn được cùng lúc thôi. Đây nè, mới đổ xuống con gàu ăn hết trơn rồi các bạn, chạy lên kia rồi kìa. Đổ thêm nha. Đó. Đây mình đổ thêm vô cho nó ăn nè. Mấy con này háo ăn lắm. Rồi những ngày tiếp theo á thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn xem nha. Mình đổ hết cái này luôn là 4 kg nè. Cái này mình đổ vô máng gàu, khoảng gàu nữa. Cái này đầy rồi. Cái này chắc còn tầm chừng 1,5 kg các bạn. Mình đổ vô máng gàu nữa thì để cho nó ăn từ từ. Cái này khoảng chừng 8 giờ tối là bắt đầu phải đổ thêm rồi đó. Hôm nay là 8 kg nha các bạn. Hôm nay là ăn 2 kg cám công nghiệp và 6 kg cám trộn nha. Hôm nay là ngày thứ ba. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ tư thì mình quay nha cho các bạn xem nè. Hiện tại là mình đã cân là 4 kg cám trộn, đạm cá nè, amóc nè. Bây giờ mình sẽ bỏ cái đạm cá này vô mình trộn trước, rồi xong mình mới trộn amóc sau, rồi bắt đầu mình đem đi cho nó ăn để cho quay cho các bạn xem để các bạn tham khảo nha. Mình đổ đạm cá vô mình trộn trước rồi mình mới trộn amóc sau nha các bạn. Rồi mình mới vừa trộn đạm cá xong rồi các bạn, nó ngả màu hơi đen đen rồi. Tại vì cái đạm cá nó màu hơi xám xám. Bây giờ mình đổ amóc vô mình trộn tiếp nha, rồi mình đem đi cho ăn. Rồi cám phối trộn xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi cho nó ăn để cho các bạn xem, để các bạn tham khảo. Trước khi mình cho nó ăn á thì mình quay phân sơ qua để cho các bạn xem nha. Đây là cái lượng phân trên sàn nè. Ngày hôm qua mình đã dội chuồng rồi, sáng hôm nay nước hơi ngập nha các bạn. Đây phân nó rớt xuống nè. Đó. Rồi phân bên đây. Bên đây á là có một con nó hơi sạch tí xíu nè các bạn, còn đây là phân cục nha. Đó, nó nằm cái đầu nó rớt xuống từ từ. Đây là nó nằm rồi nó rớt theo kẻ chứ không có rớt nguyên cục được nha các bạn. Tại vì heo này nó bự rồi. Nó đòi ăn đó. Rồi bây giờ để xuống cho nó ăn nha. Bây giờ để mình đổ vô cái máng gạo này trước đi. Cho nó ăn trước đi, nó dành quá. Để mình đi rửa cái máng inox cho nó ăn cái máng inox nó làm dơ quá nè các bạn. Nó dành ăn kìa. Rồi nè các bạn, mình đã rửa cái máng inox xong sạch rồi nè. Rồi để xuống nha. Nó hoàn toàn là cám phối trộn, không có cám công nghiệp trong đây nha các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư nha. Con nó nhảy xuống, nó chạy vòng vòng 2, 4, 6, 8. Heo trên đây còn đủ, ô khác nó nhảy xuống các bạn. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ tư thì mình trộn 4 kg cho nó ăn buổi sáng. Rồi nếu mà buổi trưa nó ăn hết sớm á thì mình buổi trưa mình trộn thêm. Buổi chiều là chắc cú là phải trộn thêm rồi các bạn, để cho nó ăn buổi chiều và buổi tối nha. Đây mình quay lại gần cho các bạn xem nó ăn nè. Nãy giờ mình đổ được khoảng 5 phút nữa các bạn. Trong cái máng này là nó ăn gần hết rồi nè các bạn. Chỉ còn cái chán đít tí xíu thôi. Mình sẽ đổ thêm cho nó. 4 kg mà, 8 con ăn đâu có mấy hồi đâu các bạn. Đổ vô nó quần sơ qua một cái là muốn hết rồi. Với sức 8 con này á, 4 kg ăn tí xíu là hết rồi các bạn. Giờ mình đổ thêm vô đây nè cho nó ăn nè. Nó dành nữa nè. Con này á, nếu mà nó ăn đúng sức nó là một ngày là dao động từ 8 đến 12 kg nha các bạn.
ở trong cái máng gàu đó đó là nó còn chắc khoảng chừng hai gàu đỏ trong các bạn, mình đổ trong đó nhiều nha, nó còn đó. Ở trong thao thì còn có bao nhiêu thôi, trong thao này còn chắc chừng hơn một gàu một xíu thôi, để một tí nữa mình canh mình đổ cho hết luôn. Rồi hẹn các bạn là buổi chiều thì mình quay thêm cho các bạn xem nha. Đây là bầy heo của mình buổi chiều nè các bạn, buổi chiều thì nó ăn hết rồi. Bây giờ á, hồi lúc 1 giờ rưỡi mình ra là nó đã ăn hết rồi nha. Bây giờ mình làm vệ sinh đồ xong á là nó rơi vào tầm 2 giờ rưỡi. Rồi nó đói bụng nó la nè. Bầy nái bên đây nó cũng la nữa. Đây mình mới trộn cho nó 5kg cám xong nè. Bây giờ mình sẽ đổ cho nó ăn nha. Nó la quá các bạn ơi. Cho nó ăn đi để nó bớt la lại. Mình đổ vô máng gạo nó một ít để cho nó ăn nha. Mình đổ vô cái máng gạo rồi nè các bạn. Khả năng hôm nay là mình chỉ cho nó ăn 9kg thôi các bạn ơi. Cho nó ăn nữa thì chắc là không hết đâu. Tại vì mình trộn nữa thì có thể là dư. Dư là bắt đầu là nó ủi bỏ không à. Chiều nay mình cho nó 5kg, buổi sáng là 4kg. Là hôm nay là mình cho nó ăn cám trộn hoàn toàn là 9kg nha các bạn. Rồi tiếp tục những ngày tiếp theo á thì mình sẽ cập nhật cái đàn heo của mình nó ăn cám phối trộn như thế nào để cho các bạn theo dõi, các bạn tham khảo nha. Và mình sẽ quay phân nó cho các bạn xem luôn nha. Buổi chiều nay thì mình làm vệ sinh nó sạch rồi, chưa có phân gì đâu các bạn. Đó. Rồi những ngày tiếp theo á thì mình sẽ cập nhật để cho các bạn nắm được cái tình hình để các bạn theo dõi cái đàn heo của mình cho ăn cám phối trộn là 14 ngày thì nó ăn bao nhiêu cám và nó tăng trọng bao nhiêu nha. Mình cập nhật cho các bạn xem hôm nay là heo của mình ngày thứ bảy nè các bạn. Buổi sáng thì mình đổ 3kg, ở trong máng này thì nó ăn hết rồi. Còn ở trong máng đó chắc khoảng chừng 1kg các bạn, là 3kg nha. Rồi mình mới trộn thêm ở đây cho nó 5kg nữa nè. Mình mới trộn đây cho nó thêm 4kg nữa nè. Là tổng là hôm nay là 7kg. Các bạn nhìn thấy phân nó đi nè. Đó, phân nó đẹp giống như thức ăn vậy đó các bạn. Rồi quay phân ở dưới nè. Đó, phân ở dưới, phân cục bên đây nữa nè. Đây phân trên sàn nè. Một tí nữa mình sẽ rửa sàn này nha. Hôm qua các bạn là cái con mà gạch dấu này nè, một con nè, hai con nè, ba con là nó đi phân sệt các bạn. Nó đi là nó chảy ra thành giọt, nhưng mà sệt đó là sệt thức ăn. Do hôm qua là mình không có trộn amốc thì nó có sệt, rồi bắt đầu là mình trộn thêm amốc cho mấy con này ăn. Mình đổ nước thêm á là nó uống, thì sáng nay là mình không thấy phân sệt nữa, phân khô hết rồi các bạn. Rồi cái này thì mình cũng trộn amốc thêm cho nó nè. Hôm nay là mình trộn amốc là nó 7 ngày rồi đó. Có thể là ngày mai là mình sẽ giảm liều hoặc là mình ngưng luôn các bạn. Đối với cám trộn á thì các bạn phải trộn amốc vô để phòng ngừa nó tiêu chảy nha các bạn. Thì con heo của mình nó mới đủ sức và nó khỏe mạnh, nó mập mạp được. Còn mà nó cứ sạt 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 hoài á là con heo của mình nó không đủ sức đâu, là nó ăn kém đó. Đó, hiện tại là những con này nó ăn rất là mạnh nha. 8 con mà một ngày nó ăn từ 6 đến 8kg là bình thường các bạn. Còn mà nó ăn từ 8kg đổ lên là nó ăn nhiều rồi đó. Rồi bây giờ mình đổ cho nó ăn nè. Từ đây tới sáng mơ thì nó sẽ ăn 1kg trong cái máng gạo đó với 4kg này. Hôm nay thì khả năng thì nó chỉ ăn bao nhiêu thôi các bạn. Các bạn đổ nữa thì nó ăn cũng không hết đâu. Là nó sẽ ăn dồn qua tới ngày mơ. Ngày mơ nó sẽ ăn ít, các bạn sẽ trộn ít lại đó. Thì ngày nào mình trộn ngày đó đi thì nó sẽ ăn ngon hơn nha. Rồi hôm nay là ngày thứ bảy nha các bạn. Hôm nay là buổi trưa ngày thứ bảy nè.
theo mình được 7 ngày rồi đó. Đây cám trộn nè, quay gần cho các bạn xem nè, đó. Cám trộn này thì không có gì quan trọng hết các bạn, chủ yếu là thành phần bắp là nó chủ yếu là nhiều thôi. Các bạn thấy nó dành ăn không? Các bạn nó ăn là nó sẽ lớn, bắt buộc là ăn là bắt buộc là phải lớn thôi. Rồi những ngày tiếp theo thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn xem nha. Một ngày mình quay ít thôi, ngày nào mình cũng quay mình nói nhiều các bạn coi ghét chán lắm, để xem kết quả cuối cùng là như thế nào các bạn. Đàn heo của mình hôm nay ăn phối trộn là được 17 ngày nè các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 nha. Là nó ăn từ ngày 11 tháng 9. Ngày 11 là mình tính 1 ngày rồi. Hôm nay là ngày 17 mình cũng tính 1 ngày luôn. Hôm nay thì buổi sáng nè các bạn, mình sẽ đổ cám cho nó ăn nè. Nó ăn cám trộn nha. Không gài mưa là mình không có ép viên. Rồi nó ăn cám trộn rồi, bây giờ tới buổi trưa thì mình sẽ cân cái 8 con này. Nè 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Đó, tổng đàn là 8 con cho ăn thí nghiệm nha. Theo mình thấy á, là nó vẫn lớn bình thường nha các bạn. Có con này thì nó hơi nhỏ nè, nó bị viêm phổi là nó hơi tóp lại nè. Còn cái con đó phát triển dữ lắm luôn á. Cái con đầu đàn á, cái con mà 21,5 kg á, có thể là cân 30 kg là cân không hết nó luôn á. Có mấy con này thì mình có thể đoán là có thể là trên 20 kg hết rồi. Hiện tại là ăn được 17 ngày nha các bạn. Buổi trưa nay thì mình sẽ cân số ký 8 con này. Rồi mình sẽ cho các bạn xem là cái bảng chỉ tiêu mình ăn theo từng ngày từng ngày. Ăn không nhiều đâu các bạn, tầm từ 6 đến 8 ký thôi chứ không nhiều đâu. 8 con nha. Còn cái bầy bên đây thì mình cho cái bầy đó xong thì mình cũng dự định là thử nghiệm cái bầy này luôn nè. Cái bầy này có một con viêm phổi nó ói nè. Bây giờ là đầu giờ chiều nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cân cái đàn heo mình để cho các bạn tham khảo nha. Để xem coi là nó được bao nhiêu ký, nó tăng trọng bao nhiêu nha. Ở đây nè các bạn, mình chuẩn bị cái sọt nha. Cái sọt này là 2,5 kg nè. Để mình bắt từng con lên cân coi là nó được bao nhiêu ký. Con heo đầu tiên nè các bạn. Ở đây là 20,5 kg thì nó sẽ còn là 18 kg nha các bạn. Con heo này còn 18 kg nha, con heo đầu tiên. 18, heo này hơi ốm nha. Đó, heo này 18 kg. Rồi tiếp theo là con thứ hai nè các bạn, 24 kg trừ 2,5 kg là còn 21,5 kg nha. 21,5 bằng với con đầu đàn hồi mới cân luôn. Đó, 21,5 kg. Con thứ hai. Rồi tiếp theo là con thứ ba nè các bạn. Con thứ ba là 24 kg là cũng 21,5 kg luôn. Đây 24 kg nè. 21,5. Rồi, cái con này là 20 kg nè các bạn. 20 kg trừ 2 kg là còn 17,5 nha. 17,5. Rồi con thứ năm nè các bạn, 24,5 kg nha. Nó muốn nhảy xuống rồi. Con này nè. 24,5 kg. Nhảy xuống luôn rồi. Đây nè các bạn, con này là 21,5 nè, mình mới vừa cân xuống là nó nhảy xuống nè, trừ hao rồi nha, 21,5. Rồi, ở đây một con 23,5 nè các bạn. Là con này 21 kg nha.
Rồi ở đây thì mình mới vừa cân xong 8 heo của mình đó các bạn. Số ký có ghi trên lưng các bạn. Con bự này nặng quá, ghi không nổi các bạn ơi. Nó dãy quá trời gãy, ghi không nổi. Giờ cho nó 25kg luôn đi. Nó bự hơn những con khác nhiều lắm. Như mấy con này là 21,5 nè. Nó là cho nó 25kg luôn đi. Nó bự hơn những con khác nè. Dãy quá trời dãy, ghi không nổi. Ghi bỏ vô đây luôn, không nổi nữa. Để mình quay xa ra cho các bạn xem nha. Đó, 8 con nha các bạn. Bên đây 3 con nè, đó 3 con là 6 nè, trong mé 2 con là 8 con. Rồi xong rồi đó các bạn, 8 con này á, thì mình mới vừa cân xong á. Cái con bự mệt quá, ghê không nổi. Nó dãy quá trời dãy luôn. Thì mình tạm thời là cho nó 25kg đi. Cái này là mình chỉ làm tham khảo thôi, chứ là không có nhất thiết là chính xác 100%. Tại vì nếu 100% á, thì mình sẽ cân con bự. Cái này là mình làm cái clip này để tham khảo quá trình phối trộn, rồi cho ăn phối trộn 17 ngày xem coi là con heo nó tăng trọng được bao nhiêu và nó ăn bao nhiêu thức ăn nha. Rồi để bây giờ mình tổng kết lại cái số ký của con heo và tổng kết lại cái số ký cám, rồi mình cho ăn. Đối với cá nhân mình á, nếu mà áp dụng thành công á, thì mình phải tính là từ lúc heo con đến lúc tách tài luôn là ăn bao nhiêu tháng và bao nhiêu ký cám, quy ra là tăng trọng bao nhiêu, nó có rẻ hơn thức ăn hay không, thì mình mới biết cái kết quả chính xác được. Còn bây giờ là chưa có biết các bạn, bây giờ là chỉ là mang tính chất là tham khảo thôi. Với heo con á, lúc này á, thì nó ăn á, dù cho nó mập đi rồi lên chừng 6-70kg, lúc mà từ 5 đến 70kg á, là lúc đó nó cần cái năng lượng nhiều để nó phát triển nhiều á, thì lúc đó là mới có hiệu quả các bạn. Các bạn là phải xác định từ cái lúc mà từ 50 đến 70kg là coi là nó có đủ dinh dưỡng, cung cấp đủ năng lượng nó để nó tạo đùi dài, nó bung đùi rồi nó dài đòn ra hay không. Còn lúc heo con này á, thì các bạn chưa đánh giá chính xác được đâu. Rồi bây giờ để mình tổng kết cái lượng thức ăn và cái số ngày chăn nuôi lúc cái số ký mà lúc mà mới thử nghiệm và cái lúc mà kết thúc thử nghiệm là ăn bao nhiêu ký thức ăn và heo mình nó tổng đạt là nó tăng trọng bao nhiêu, thì mình quy ra xem là nó có hiệu quả hay không. Rồi ở đây các bạn là mình cho các bạn xem là tổng số ký sau 17 ngày nuôi là nó được bao nhiêu ký nè. Rồi các bạn so sánh lại ngày đầu tiên mình cân cái tổng đàn này bắt đầu cho ăn phối trộn á, là nó được bao nhiêu ký đây nè, thì nó sẽ trên lệch cái số ký, thì quy ra số ký và cái số ký cám nha. Đối với công thức mình đang áp dụng các bạn là heo nó ăn được, ăn nhiều, ăn cũng ngon, nhưng mà tỷ lệ tăng trọng nó thấp. So ra là cái công thức phối trộn này á, là chưa có hiệu quả. Cái này là mình cần phải cải tiến và mình áp dụng thêm những cái công thức khác và thêm những cái thành phần nữa thì nó mới hiệu quả. Nhưng mà nếu mà mình phối trộn mà mình thêm quá nhiều nguyên liệu thì chi phí của mình nó sẽ tăng lên, đẩy cái giá thành nó cao lên, thì nó cũng gần bằng hoặc là sấp xỉ với cám công nghiệp luôn rồi, nên là nó không hiệu quả. Nên các bạn nào mà có dự định mà chuyển sang cám phối trộn á, thì các bạn nghiên cứu kỹ rồi các bạn thí nghiệm giống như của mình vậy đó. Khi nào mà các bạn áp dụng được một bầy mà thành công á, thì các bạn sẽ áp dụng cho cả đàn, chứ các bạn đừng có đầu tư và áp dụng ồ ạt. Nếu mà không thành công thì mình sẽ tốn rất nhiều chi phí và đầu tư cho trang thiết bị mà mình làm cám này. Các bạn nhớ đón xem những clip tới, mình sẽ hướng dẫn các bạn ủ cám cho nái và phối trộn cho nái ăn là tiết kiệm hơn cám công nghiệp nhiều luôn các bạn. Cám phối trộn này á, là heo nái vẫn phát triển bình thường, heo con vẫn to, đồng đều bình thường, không có chênh lệch gì hết cám công nghiệp hết. Nhưng mà chi phí cho con heo nái tổng đàn á, là một con ăn từ 17 đến 20 ngàn trên một ngày thôi, không có nhiều giống như công nghiệp là từ 25 đến 30 ngàn. Chi phí này là rất thấp và tiết kiệm cho các bạn luôn.